Trần Thánh Tông và mối tình ra đấu cung đấu kịch tính không kém gì phim. Giới thiệu profile của hai nhân vật chính một chút nhé. Nam chính là Thái tử Trần Hoảng, sau này lên ngôi vua là Trần Thánh Tông, là con trai của Trần Thái Tông. Nữ chính là con gái thứ 5 của An Sinh Vương Trần Liễu, tức là anh trai của Trần Thái Tông. Nam chính gọi bố của nữ chính bằng bác, tức là nữ chính là chị gái họ con bác của nam chính. Chuyện là Trần Thánh Tông khi này còn là Thái tử Trần Hoảng thì có tình ý với chị gái họ của mình. Nhưng mà mối tình này đã được định trước là có rất nhiều rào cản. Bố của nam chính đã cướp vợ của bố nữ chính. Công chúa Thuận Thiên là vợ của An Sinh Vương Trần Liễu trước đó đã bị ép gả vào cung để lấy vua Trần Thái Tông. Hiểu nôm na là bố của mình lại đi lấy vợ của bố vợ tương lai. Điều này đã tạo ra một vết nứt rất sâu trong quan hệ giữa hai bên. Để xóa nhòa cái vết nứt giữa hai nhánh hoàng tộc này thì hai bên đã quyết định là sẽ cho con cháu của hai bên liên hôn với nhau. Thế thì đúng ra là nó sẽ phải tạo cơ hội để cho Thái tử Trần Hoảng và người chị gái họ của mình được lấy nhau chứ. Nhưng mà không, ngày xưa người ta kết hôn còn tính đến cái chuyện là con cả con thứ tự trong gia đình nữa. Thế thì nữ chính là con gái thứ 5 và trên nàng là còn có 4 người chị gái khác nữa. Tức là nữ chính còn lâu mới tới lượt và nàng vẫn còn đang phải xếp hàng. Nhưng mà dù nàng có xếp thứ mấy trong nhà thì nàng vẫn là số 1 trong team Thái tử. Thế là Thái tử rủ dê nào hai người ăn cơm trước kẻng và còn ra cả sản phẩm nữa. Đó chính là vua Trần Nhân Tông sau này á. Và đương nhiên là đã ra sản phẩm rồi thì nàng sẽ được cưới về. Và Thái tử sau khi lên ngôi thì đã lập nàng làm hoàng hậu. Đúng là mối tình này rất là liều lĩnh so với cái thời kỳ đó. Và cũng một lần nữa chúng ta khẳng định được là muốn thì người ta tìm cách bằng mọi giá phải cưới được em về dinh.